chào các em. Trong tiết học này cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu và xử lý một đề văn. Nhà văn Kim Lân từng tâm sự về thông điệp của tác phẩm Vợ Nhặt như sau: khi đói, người ta không nghĩ đến con đường chết mà chỉ nghĩ đến con đường sống. Dù ở trong tình huống bi thảm đến đâu, dù kề bên cái chết vẫn khát khao hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn tin vào sự sống và vẫn hy vọng ở tương lai, vẫn muốn sống, sống cho ra người. Qua tác phẩm Vợ Nhặt, anh chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Đây là dạng đề chứng minh. Đây là kiểu bài chứng minh. Và là kiểu bài chứng minh thì các em sẽ đi theo một công thức như sau cho cô. Thứ nhất là các em bắt đầu bằng việc giải thích ý kiến. Ở đây đưa ra một ý kiến để chúng ta chứng minh mà, thì việc đầu tiên ta phải giải thích ý kiến. Ở đây các em sẽ thấy ý kiến này nêu lên hai nội dung chính của tác phẩm. Nội dung thứ nhất, bóng tối hiện thực. Nội dung thứ nhất của tác phẩm là tái hiện bóng tối của hiện thực. Và bóng tối hiện thực ở đây cụ thể được diễn tả qua những cái từ, cụm từ. Đó là tình huống bi thảm, là đói, là kề bên cái chết. Và bên cạnh cái việc diễn tả bóng tối của hiện thực thì tác phẩm còn làm nổi bật lên ánh sáng, vẻ đẹp tâm hồn của các nhân vật trong truyện. Ánh sáng, vẻ đẹp tâm hồn của các nhân vật trong truyện ở cái lời tâm sự của nhà văn Kim Lân được diễn đạt là gì? Chỉ nghĩ đến con đường sống, vẫn khao khát hạnh phúc, hướng về ánh sáng, vẫn tin vào sự sống và vẫn hy vọng ở tương lai, vẫn muốn sống, sống cho ra người. Vậy thì cụ thể ở đây nó chính là ba vẻ đẹp. Vẻ đẹp thứ nhất là khát vọng hạnh phúc. Vẻ đẹp thứ hai là niềm tin vào tương lai. Vẻ đẹp thứ ba ở cái chỗ vẫn muốn sống, sống ra người đấy. Đấy là vẻ đẹp của gì đấy? Của tình người, của tấm lòng nhân hậu. Đấy có ba vẻ đẹp ấy. Và cái cách diễn đạt của nhà văn trong cái lời tâm sự này cho thấy nội dung thứ nhất, nội dung hiện thực ấy, nó chỉ là phông nền để làm nổi bật nội dung thứ hai. Đấy là nội dung nhân đạo. Nội dung hiện thực chỉ làm điểm tựa để làm bật sáng nội dung nhân đạo sâu sắc mới mẻ của tác phẩm. Cái cách diễn đạt nó thể hiện rất rõ điều đó. Sau khi giải thích xong, chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phần chứng minh. Nhưng các em nhớ rằng cái giải thích trong kiểu bài chứng minh này thì nó chiếm một dung lượng rất ít thôi. 5 dòng, 10 dòng là cùng. Chúng ta không sa đà nhiều hơn. Chúng ta chuyển sang phần chứng minh, và phần chứng minh mới là phần trọng tâm của cái loại bài chứng minh này. Phần này sẽ chiếm dung lượng dài nhất. Chứng minh thứ nhất là về bóng tối của hiện thực. Bóng tối của hiện thực ở đây thì chúng ta sẽ tái hiện lại. Văn bản này tái hiện bóng tối hiện thực. Thì bóng tối hiện thực được tái hiện như thế nào? Thì chúng ta sẽ bám vào văn bản để chúng ta sẽ tái hiện lại cái bóng tối hiện thực ấy. Đó là bối cảnh thời gian và không gian của câu chuyện. Đó là chân dung của cái đói. Bối cảnh thời gian là năm Mất Dậu. Cái năm đói khủng khiếp mà hậu thế khi nhắc đến vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. Cái năm mà gây ra cái thảm cảnh là hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói, chiếm gần 10% dân số lúc bấy giờ. Ngày nào cũng thấy người chết đói, mà chỉ tập trung từ Quảng Trị ra đến các vùng phía Bắc ngoài này. Ngày nào có người chết đói, ở đâu cũng có người chết đói. Người ta còn không còn đủ sức để đi chôn nữa. Và xem cái bộ ảnh của cụ Võ An Ninh thì người ta sẽ thấy cái thảm cảnh của năm đói nó kinh hoàng như thế nào. Thời gian, đấy là bối cảnh thời gian. Thứ hai là bối cảnh không gian. Thì tác giả đã xây dựng lại hình ảnh của cái đói một cách rất là cụ thể và chân thực. Cái đói nó cũng mang chân dung. Cái đói nó có màu sắc, nó có âm thanh, nó có mùi vị và nó có đường nét. Màu sắc là cái màu xanh xám của da người sắp chết, là màu đen kịt của những cái đàn quạ bay vẩn trên nền trời như những đám mây đen. Âm thanh là có cái tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết. Đấy là âm thanh gắn liền với sự chết chóc, là âm thanh của tiếng hờ khóc tỉ tê vẳng ra từ những nhà có người chết đói, cũng là âm thanh gắn liền với sự chết chóc. Mùi vị là mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người, cộng thêm mùi đốt đống giấm nồng nặc khét lẹt để xua đi mùi tử khí, lại cũng là cái mùi vị gắn với cái chết. Đường nét, đấy là ngày nào đi làm đồng người ta cũng thấy vài ba cái thây người nằm còng queo ở bên đường. Như vậy tất cả chân dung của cái đói cũng chính là gì đấy? Sự hiện hình của cái chết.
sự hiện hình của thần chết. Và tác giả đã dùng những cái câu văn so sánh, những hình ảnh so sánh rất ghê rợn, người so sánh với ma, những cái bóng ma giật giờ đi lại, rồi là da người xanh xám như da người sắp chết. Tức là dùng hình ảnh so sánh người với ma tới hai lần trong đoạn văn ngắn để thấy rằng cái cõi âm và cõi dương hình như là nó đã xóa nhòa ranh giới, cõi âm lẫn cả cõi dương, trần gian ở bên bờ vực của địa phủ. Cái bóng tối hiện thực ấy còn được thể hiện ở hoàn cảnh đáng thương của các nhân vật. Vừa nãy là cái bối cảnh chung của xã hội, bây giờ người ta đi vào các nhân vật trên cái nền của bối cảnh xã hội ấy. Hoàn cảnh đáng thương của nhân vật ở đây là bà cụ Tứ, là chàng, là người vợ nhặt. Bà cụ Tứ thì phải tha phương cầu thực. Chồng chết, con chết, còn lại mẹ quá con côi, nuôi nhau đắp đổi qua ngày. Chàng, cô phải nói thêm cái bà cụ Tứ này cả một đời chỉ mong ước lớn nhất là lấy vợ cho con. Nhưng bây giờ gần đất xa trời rồi mà cái hy vọng ấy càng ngày càng trở nên mong manh và xa vời. Tâm nguyện lớn nhất không thực hiện được, chưa thực hiện được. Còn chàng thì sao? Dân ngụ cư, nào cái dân ngụ cư như thế nào? Một cái lý lịch rất là đáng thương, rất là thảm hại trong xã hội thời ấy. Nghèo, làm nghề kéo xoay bờ thuê, nuôi mẹ già và cũng không có khả năng lấy vợ vì quá nghèo. Người vợ nhặt thì ngồi vêu ra ở trước cửa kho thóc, nhặt hạt rơi hạt vãi, hoặc người ta gọi việc gì thì làm. Và cái người vợ nhặt này vì cái đói, cái khát như vậy mà bị tha hóa về nhân cách, trao chát, chỏng lọt, đánh đá, bằng mọi cách tìm được, bằng mọi cách đòi được ăn, ăn để mà sống, trơ trẽn đòi ăn, hai mắt trũng khuấy tức thì sáng lên ăn thật nhá. Người ta mời bảo ăn dầu thì bảo ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Tôi bảo thế ăn gì thì ăn, thì bảo ăn thật nhá. Thế là cúi đầu ăn liền mà chặt bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì. Rồi là khi người ta nói đùa là này nói đùa chứ có về với tớ ra khuôn hàng lên xe rồi cùng về, bám theo để theo về thật. Đấy, gọi là táo bạo đến mức thành trơ trẽn. Và cái bóng tối hiện thực nó còn được thể hiện ở cái câu chuyện nhặt vợ. Trên cái nền của năm đói, trên cái nền của hoàn cảnh mỗi người đều rất là thảm hại như vậy, thì người ta có thể nhặt vợ một cách dễ dàng. Bình thường, lấy vợ là một lễ nghi rất là trang trọng. Tậu châu lấy vợ làm nhà trong ba việc ấy thật là khó thay. Thế mà bây giờ có thể nhặt được vợ, có vợ theo không? Chả có lễ nghi, chả có cưới hỏi, chả có gì cả. Quan viên hai họ không có. Và cái đám cưới nó diễn ra nó rất là thảm hại. Thì đấy chính là gì đấy? Là bóng tối của hiện thực đấy. Và sau cái bóng tối hiện thực này, cái bóng tối hiện thực chỉ làm nền thôi, cho nên cái dung lượng của các em cũng chỉ nói một cách vừa phải. Trên cái nền của bóng tối hiện thực ấy mà tác giả không né tránh, thì tác giả đã làm sáng lên cái vẻ đẹp tâm hồn của các nhân vật. Vẻ đẹp tâm hồn thứ nhất là khao khát hạnh phúc. Vẻ đẹp tâm hồn thứ hai là hướng về ánh sáng, tin vào sự sống, hy vọng vào tương lai. Và vẻ đẹp thứ ba là vẻ đẹp của tình người. Đấy, thì cái khát khao hạnh phúc ở chàng như thế nào, ở thị như thế nào, ở bà cụ Tứ như thế nào, thì chúng ta sẽ phân tích ra. Cái khát khao hạnh phúc ở chàng là gì đấy? Là khi mà thị bám với cô nói đùa theo về thật, đầu tiên chàng cũng sợ, nghĩ cũng trợn. Giữa lúc thóc cao gạo kém như thế này, nuôi thân mình còn chưa nổi nữa là đèo bòng. Thế nhưng rồi cái khát khao hạnh phúc tiềm ẩn từ lâu trong anh ta, từ khi mà anh ta đến cái tuổi cập kê, thì bây giờ nó bùng phát. Và anh ta đã chật kệ, liều lĩnh đưa thị về làm vợ. Rồi cái khát khao hạnh phúc nó còn được thể hiện rõ nhất ở cái buổi sáng hôm sau. Khi mà nhìn cái cảnh tượng gia đình đầm ấm vui vẻ như vậy, thì anh ấy thấy là anh thấy rất xúc động. Và anh thấy là mình cần phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Và cái ý nghĩ ấy nó biến thành hành động khi mà anh xăm xăm chạy ra giữa sân, rồi cũng muốn tham dự một việc nào đó để mang đến hạnh phúc cho gia đình của mình. Rồi ở thị thì khát khao hạnh phúc là gì đấy? Theo chàng về làm vợ. Ngoài cái chuyện là đòi được sống ra, muốn được sống bằng mọi giá ra, thì nó cũng là biểu hiện của khát khao hạnh phúc. Và về đến đây rồi thấy cái ngôi nhà thảm hại như vậy, thì thị nén những thở dài, chấp nhận ở lại, gọi là chung lưng đấu sức với anh chàng này để gây dựng nên cái mái ấm của mình. Thì đấy cũng chính là gì đấy? Chính là khát vọng hạnh phúc đấy. Rồi là thị trở thành người đàn bà hiền hậu đúng mực, vun vén xu xếp thu xếp cửa nhà một cách chu toàn. Tất cả nó đều là biểu hiện của khát vọng hạnh phúc hết. Còn ở bà cụ Tứ thì cái khát vọng hạnh phúc này cũng rõ, đây là cái hạnh phúc cho con mình, và mình cũng được tham dự vào hạnh phúc của con mình. Hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mẹ, và đấy là mong mỏi lớn nhất của mẹ. Nên cái khát khao hạnh phúc ấy nó thể hiện ở việc là bà cụ Tứ đã cố gắng vun vén hướng các con vào tương lai tươi sáng, vân vân.
đón nhận người con dâu. Mặc dù đón nhận người con dâu vào cái tình cảnh bây giờ là có thể là cái sự sống của mình, cái vấn đề mạng sống này đã bị đe dọa đấy, đe dọa thêm một phần nữa đấy, nhưng mà vẫn đón nhận. Người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được. Thế thì phải mừng chứ. Vẻ đẹp thứ hai là niềm tin, hướng về ánh sáng, tin vào sự sống và hy vọng ở tương lai. Thì chúng ta sẽ bám vào cái chi tiết là chi tiết cái người vợ Nhật này nhắc đến cái lá cờ. Chàng hướng về ánh sáng là trong cái tình cảnh đói khổ này thì vẫn muốn gây dựng một mái ấm hạnh phúc gia đình, nghĩ đến cái chuyện sinh con đẻ cái sau này. Và nhất là khi mà thị nhắc đến cái chuyện phá kho thóc, đám người đói phá kho thóc của Nhật chia cho người đói ở một số tỉnh khác, thì chàng bắt đầu nhớ lại quá khứ mình đã từng gặp hình ảnh của đoàn người đấy ở đâu đó rồi. Nhưng ngày ấy mình đã tránh đường và bây giờ thấy tiếc rẻ vẩn vơ khó hiểu. Nghĩa là nếu như quay lại thì anh ta sẽ không tránh nữa, mà anh ta sẽ có thể gia nhập cái đoàn người ấy. Và câu chuyện kết lại khi mà trong óc chàng vẫn cứ vẩn vơ hình ảnh này. Có nghĩa là gì đấy? Nếu mà anh ta không gặp cái đoàn người thì biết đâu anh ta có thể sẽ là người khởi xướng để thành lập một đoàn người như vậy. Và điều này là điều chắc chắn. Đấy chính là tin vào tương lai đấy. Còn thị thì sao? Thị thì tin vào tương lai, cho nên là thị thế nào đấy? Bám với chàng, theo về để được sống. Và dù cái hoàn cảnh của anh ta có vẻ là khó khăn như vậy, nhưng vẫn ở lại để cùng anh ta xây dựng hạnh phúc. Rồi nói cái câu chuyện ở mạng Thái Nguyên Bắc Giang để thổi đến cái luồng gió mới, một luồng sinh khí mới cho ngôi nhà này, và cũng là cho câu chuyện này. Và bà cụ Tứ, bà cụ Tứ thì hy vọng vào tương lai thể hiện ở cái việc rõ nhất là trong buổi sáng hôm sau đấy, là bà ấy nói về cái chuyện nuôi gà một cách hứng khởi. Chả mấy chốc mà có ngay đàn gà, chả mấy chốc mà giàu có rồi đấy. Thế rồi là cứ dặn dò con nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau này thôi. Đấy cũng là niềm tin vào tương lai đấy, hy vọng vào tương lai đấy. Rồi là bà cùng với con dâu quét dọn nhà cửa và nghĩ rằng nhà cửa quang quẻ thì rồi tương lai nó cũng sáng sủa hơn. Đấy, con cố gắng làm nào đấy để nghĩ đến một cái tương lai sáng lạn. Và không chỉ là nghĩ đến tương lai sáng lạn ấy, mà bà ấy còn cố gắng truyền cái niềm tin này cho các con của mình bằng cái cách dặn dò ai giàu ba họ, ai khó ba đời, vân vân. Cái vẻ đẹp thứ ba là vẻ đẹp của tình người, của tấm lòng nhân hậu. Thì cái tấm lòng nhân hậu này là ở cái đề trước ấy, thì cô đã chữa thành một đề riêng rồi, cái vẻ đẹp tình người của cả ba nhân vật này. Thì các em có thể tham khảo thêm đề trước để có thể lắp vào đây. Nhưng tất nhiên nếu như nó tách ra là một đề thì cái dung lượng nó rất là đầy đặn. Nhưng khi chúng nó chỉ là một phần, là một ý trong một đề lớn này, thì chúng ta lại phải thế nào đấy? Dung lượng này phải giảm bớt đi, chúng ta lại viết sơ lược hơn. Và cuối cùng là phần bình luận. Trong cái bài văn nghị luận văn học, ở đây cụ thể là với cái dạng đề là chúng ta chứng minh một ý kiến, thì các em đi theo quy trình là giải thích, chứng minh và cuối cùng là bình luận. Thế thì bình luận ở đây thì chúng ta sẽ nói về cái nhìn tổng thể cái văn bản này. Câu chuyện mở ra trong cái khung cảnh tối sầm vì đói khát, trong một cái buổi chiều chạng vạng mặt người, nhưng lại khép lại bằng một cái buổi sáng đầm ấm hạnh phúc. Dù vẫn còn có cái sự hiện hữu của cái đói, của những gai góc cuộc sống, đó là cái tiếng trống thúc thuế vang lên dồn dập ấy, nhưng nó tạo ra một hướng mở cho cuộc đời nhân vật. Đặc biệt là hình ảnh lá cờ đỏ phấp phới khép lại tác phẩm đã mở ra một tương lai tươi sáng về một cuộc đời, về một cuộc đổi đời sắp diễn ra. Đây được xem là một tia sáng cuối đường hầm cho tác phẩm. Và như vậy là tác giả đã thoát khỏi cái kết cấu khép của văn học nghệ thuật phê phán năm 1930-1945 để mang dấu ấn của thi pháp thời đại, của văn học cách mạng. Chuyện đóng lại mà tương lai của một con người, một gia đình, một dân tộc mới được mở ra. Đây là cái kết phù hợp với mong mỏi của tác giả cũng như là của người đọc. Kem chốt lại để kem thấy được là gì đấy. Kem so sánh với văn học nghệ thuật phê phán, nếu như văn học nghệ thuật phê phán nó chỉ dừng lại ở giá trị hiện thực thôi, và cái giá trị nhân đạo chỉ là yêu thương, là đồng cảm, là xót xa, là ca ngợi vẻ đẹp, những cái vẻ đẹp tâm hồn của con người, những cái vẻ đẹp đấy nó chỉ dừng lại mức độ nào đó thôi, thì đến cái văn học sau cách mạng này, dù là viết về bối cảnh năm đói, viết về cái bối cảnh trước khi cái cuộc cách mạng tháng 8 nổ ra và thành công, nhưng cái cảm quan của nhà văn sau cách mạng nó là cảm quan lạc quan, nó là cảm quan cách mạng, nó tin tưởng. Cho nên là kết thúc không phải là cái chết hay là sự bế tắc của các nhân vật nữa, mà kết thúc là gì đấy? Kết thúc là tìm ra hướng giải thoát cho các nhân vật. Và một trong các vẻ đẹp của các nhân vật được nhấn mạnh đấy là gì đấy? Đấy là niềm tin vào tương lai. Đấy là cái khát khao hạnh phúc nó bùng cháy mãnh liệt ngay cả trong những hoàn cảnh bi thảm nhất. Thì các em phải nhấn mạnh về cái điểm mới của nhà văn Kim Lân,
Đúng là nó khác với văn đổi thể phê phán trước đó như thế nào, mặc dù cùng viết về cái nỗi khốn cùng của người nông dân vào những năm trước cách mạng và trước khi cách mạng diễn ra, đúng hơn đấy. Thế thì cái cảm quan khác nhau, mà cái cảm quan này là do gì đấy? Do thời đại chi phối. Thì các em bình luận được như vậy thì các em sẽ thể hiện được cái việc mà mình thể hiện được cái sự hiểu biết của mình với tác phẩm này. Và cái bình luận nữa thì các em có thể nói về những cái đặc sắc nghệ thuật để làm nên thành công, để tạo nên cái vẻ đẹp của các nhân vật như vậy thì tác giả đã đặt vào một cái bối cảnh, đặt vào một cái tình huống chuyện độc đáo, bất ngờ. Và cũng để tái hiện được vẻ đẹp của các nhân vật như vậy thì tác giả đã sử dụng cái ngòi bút miêu tả và phân tích tâm lý một cách rất là tài tình. Thế thì các em sẽ bám vào một số những cái yếu tố nội dung và nghệ thuật như vậy để các em bình luận. Cái bình luận này thực ra nó cũng giống như cái phần tổng hợp đánh giá các bài viết khác ấy. Các em sẽ nói về cái đặc sắc về nội dung. Các em sẽ nói về cái thành công về nội dung tư tưởng, và các em sẽ nói về những đặc sắc nghệ thuật để tạo nên thành công về nội dung tư tưởng ấy. Đấy, thì với cái đề văn này thì các em sẽ xử lý theo hướng như vậy. Và cũng mong muốn là khi các em, tức là hiểu, các em hiểu được cái quy trình để làm cái đề văn này thì các em cũng nắm được luôn cái công thức để các em xử lý những cái đề văn chứng minh của cái loại, của cái phần nghị luận văn học này. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.